không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không phân vân, vẫn trên sân tôi đang chạy như tên bay. Áo tôi ướt mồ hôi, trời có tối hay là bão tôi vẫn chạy vậy thôi. Đừng giãn, bởi vì tôi không có đường nào để lùi. Quá khứ với vấn đề không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tôi hít vào bên trong mũi, và tương lai động lực duy nhất các tôi không được buông xuôi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào tôi đã chạy từ lúc tôi biết không còn ai lo cho tôi nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà vì gia đình cha mẹ tương lai, đó là một quãng đường dài. Ai sẽ là người giải thích cho tôi trong những quãng đường sắp tới. Ai vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tôi vẫn còn rơi, tôi không biết đến khi nào tao tới nơi. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi, chạy nửa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao, đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc. Tao tự hỏi sẽ ra sao nếu tao là rùa, và thời gian là thỏ trắng luôn làm vá chúng đường đua. Câu trả lời cuối cùng là tao thành lập tức về với chúng, và hơn là sống như cây hèn nhát chưa ra trận đã chịu thua. Với cả số phận đã dính bùng lại hẹn móc và xì gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá tao sẽ không để niềm tin lụi tàn, dù trái tim chạy sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng, luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề tan giãn. Vì chẳng có lý do gì tao nghĩ mình phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kinh đèn vẹn sự khởi đầu nè. Tôi chấp nhận điều đó nhưng là vế trước của câu, bao nhiêu người làm theo vế sau, tao không màng. Còn riêng đối với tao, chuyện đó còn lâu. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi, chạy nửa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao, đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc trời. Có thể tôi còn đang dính bùng lại hẹn móc và xì gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong. Tôi vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống, bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tao nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nơi mà vì gia đình cha mẹ tương lai, đó là một quãng đường dài. Ai ai